Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu màn hình đến từ Acer, nó phù hợp với các nhu cầu vừa chơi game và vừa làm việc. Và mức giá của sản phẩm này sẽ rơi vào khoảng hơn 10 triệu đồng một chút. Ây, từ từ, anh em nghĩ vào thời điểm này đang khan hàng và chúng mình tăng giá sản phẩm đúng không? Hoàn toàn không phải. Mặc dù đây là trong một cái thời điểm vô cùng khó khăn, hàng hóa thì khan hiếm, nhưng Alpha chúng mình sẽ đảm bảo sẽ không bao giờ tăng giá sản phẩm mà luôn bình ổn giá và sẽ hỗ trợ trả góp 0%, nên các bạn không phải lo lắng quá nhiều khi mua hàng tại Alpha nhé. Ok, vậy thì chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu ở trong video này. Vậy thì màn hình này có những điều gì mà mình nói nó phù hợp với cả chơi game và làm việc? Vậy thì mình sẽ nói luôn về các bản thông số của màn hình này. Đây là một trong những mẫu màn hình có kích thước 27 inch, có độ phân giải 2K và tấm nền IPS, hỗ trợ cả HDR nữa. Uầy, thông số có vẻ ấn tượng đúng không? Vậy thì một số anh em sẽ nghĩ, uầy, màn hình mà thông số cao như này thì cái tần số quét nó sẽ phải thấp đúng không? Cái độ trễ nó cao đúng không? Hoàn toàn không phải. Đây là một mẫu màn hình mặc dù được trang bị tấm nền IPS chứ, tuy nhiên độ trễ chỉ 1 mili giây, cùng với đó là tần số quét lên đến 144Hz, 2K 14Hz. Cao ấy chứ không phải thấp đâu. Và tại sao mình lại nói màn hình này có thể làm đồ họa được? Bởi vì do mình đã đo được và cũng tham khảo trên mạng thì màn hình này có cái độ phủ màu rất cao, đến 100% giải màu sRGB, 85% giải màu Adobe RGB, 72% giải màu NTSC và giải màu DCI-P3 đạt 95%. Thì đấy, anh em thấy như nào? Một mẫu màn hình phù hợp với cả chơi game và làm việc. Có thể như nào, sử dụng như nào ấy thì đa số phụ thuộc vào nhu cầu của anh em thôi. Có thể anh em thích màn hình như này, có thích cái màn hình như kia. Rồi, thì đấy là thông số của màn hình. Vậy thì mình sẽ nói luôn về cái phần thiết kế của màn hình này. Đây anh em có thể thấy rất nó mình phải kéo mạnh ấy nó mới đi. Còn như bình thường thì anh em để trên mặt bàn thì nó sẽ không di chuyển đâu. Thì ở đây sẽ có tổng cộng là 3 feet cao su đặt ở 3 hướng. Màn hình này có thiết kế hình chữ V. Nói chung là đây một thiết kế vừa nhỏ gọn này, có thể chắc chắn để đỡ được cái màn hình này. Màn hình này không hề nhẹ nhá, cực kỳ nặng luôn ấy. Màn hình này sẽ có tổng cộng là 3 cổng kết nối với 2 cổng HDMI và 1 cổng DisplayPort, phù hợp với tất cả các cái loại dây kết nối trên thị trường, cùng với đó các VGA bây giờ đều hỗ trợ như vậy cả. Vậy thì anh em thấy sao về cái mẫu màn hình này, có phù hợp với các nhu cầu của anh em không? Đừng quên để lại ý kiến ở mục bình luận của video. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. À mà đừng quên bấm like, share, subscribe cho kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Và đừng quên, hàng khan giá không đổi và trả góp 0% tại Alpha nhé.